Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại đây với Tuấn, đó là người bạn của mình. Và mình cũng là một người con của giáo sư Tân Đức tại Đà Nẵng. Thì năm nay, tháng 7, tuần đầu của năm 2024, thì giáo sư Tân Đức sẽ tổ chức một cái đại hội tại Dòng Ngôi Lời, thành phố Riverside, Nam California. Và sau đây thì hai anh em sẽ đi quay những cái cảnh trong này và những cái bếp núc và những cái giường trọng và những cái nơi ăn ở, những cái nơi sinh hoạt cho tất cả mọi người xa gần đến đây để biết được là cái nơi mình sẽ đến đây dự đại hội Thánh Đức vào tháng 7 này. Thôi mời tất cả mọi người đi cùng hai anh em mình. Đây là cái đoạn đường đi vào trong Dòng Ngôi Lời, đúng không? Ừ. Cái chỗ mà để tổ chức đại hội. Chỗ để tổ chức đại hội đó. Mọi người nhìn thấy đây là cái đường đi vô Dòng Ngôi Lời này. Hai bên là núi. Càng thấy không? Dòng. Rất là yên tĩnh, rất là sự cảnh vật ở đây rất là đẹp nha. Con kính chào quý cha, quý sư. Thánh Đức và con Thánh Bô Đức Lợi, con tên là Tuấn, con của anh Nam. Sở dĩ con có cái video ngày hôm nay đó là con muốn quay lại để nói rõ từng chi tiết một. Mặc dù trong thời gian vừa qua anh Hùng đã có thông báo bỏ trên Facebook chúng ta những cái chi tiết rồi, nhưng mà bây giờ con muốn quay lại từ đầu tới cuối cái vấn đề này để thông báo cho quý cha, quý sơ, quý vị muốn có ý định về tham dự đại hội lần này đó, thì có một cái nhìn tổng quát về cái sân bài chúng con sẽ tổ chức đại hội như thế nào cho nó rõ ràng từ A tới Z nhé. Và cái người hỗ trợ con quay video hôm nay là anh Dũng, cũng là người Thanh Đức của chúng ta. Anh Dũng là con của bà Trung và bà Thành ở Thanh Bồ. Vậy đây là con đang đứng cái chỗ mà từ ở ngoài đường chúng ta đi vào. Vì khu vực sau lưng con là tổng quát của cái đại hội của chúng ta hôm năm nay. Ok. Cái đường đi vào của khu vực đại hội bên phía tay phải của con là cái khuôn viên mà chúng ta sẽ làm cái sân khấu chính. Đây, bên phía tay phải đây, khu vực này là chúng ta sẽ làm sân khấu ở trên này. Theo như ban tổ chức đã dự định, mình định là thế 80% là chúng ta sẽ làm một sân khấu chính ở đây. Ở đây thì có cái mặt đất nó dài đến bên kia và hai bên khu vực rất là thoáng mát. Bên kia bên này là có dàn cây thông bên này này. Trồng thích lắm, sẽ bố trí những cái hàng quán mà chúng ta muốn sinh hoạt ở đây. Và sau cái khu vực này đó là bên phía tay phải, phía bên này sân, bên phía tay phải của sân khấu đó, một cái sân cỏ rất là lớn, rất là lớn. Chúng ta nếu mà cần ai mà muốn vắng già, muốn vui sinh hoạt ở ngoài thì có thể đóng mấy cái lều ở bên này nha, bên phía tay phải của sân khấu đó. Và bên phía tay trái có một cái phần như vậy luôn. Bên phía tay trái của sân khấu thì cũng có một cái bãi cỏ vừa đủ, thì chỗ này chúng ta có thể sinh hoạt bình thường, không có vấn đề gì hết nha. Và cái bên này, bên phía tay từ bên sân khấu đó
con nghĩ chắc khoảng cỡ chừng cỡ 100 feet rồi. 100 feet ở bên phía tay trái của sân khấu thì cái hội trường này, hội trường này là chúng ta sẽ sinh hoạt. Như con biết là phía sau kia, cái tòa nhà phía sau kia là sẽ có khoảng là chừng 20 giường và sẽ dành cho có phòng riêng phải dành cho các cha và các sơ. Thì bây giờ chúng ta đi ra sân theo như con hồi nãy con nói là sau cái phần của cái tòa nhà bên sân khấu như ngoài kia mà bị nắng nóng hay sao đâu thì chúng ta có thể chơi ra sau này vì sau này có những cái cây rất là lớn, che rất là mát và có mùa bóng đang thành giá nữa đó. Là cái tòa nhà mà trong này có khoảng là chừng 20 giường, ban tổ chức sẽ dự định dành cho các cha và các sơ, trong này có phòng riêng hết. Con sẽ đi vào trong này quay sơ nha. Cái tòa nhà này đó theo như con biết đó, là khoảng là chừng 200 feet rồi. 200 feet từ cái khu vực mình sinh hoạt chính thức vào tới cái tòa nhà này là khoảng là chừng 200 feet. Vào trong này là cái tòa nhà thì nó sẽ có hai cái đường bên phía tay phải và bên phía tay trái. Thì theo như con thấy là trong này là những cái phòng có ghi sổ hết. Mỗi phòng như vậy là có hai giường dành cho các cha và các sơ. Trong này là có phòng vệ sinh riêng. Đó, phòng vệ sinh phòng tắm đầy đủ. Thì hy vọng quý cha và quý sơ bỏ chút ít thời gian cố gắng về để cùng tham dự với chúng con. Cũng là cái tòa nhà của các cha và các sơ về tham dự đại hội thì trong này sẽ có nhà bếp, phòng ngồi chơi với nhau, có phòng vệ sinh đó ngay giữa của cái building này. Giống như cái này con nói là bên phía tay phải của con là lễ đài đó, thì bên phía tay trái bắt đầu tụi con đi qua sẽ là văn phòng hội trường chính nhé. Thì trong này thì đây là giống như anh Hùng đã quay mấy cái video trước đó, là cái phòng này là cái chúng ta sẽ làm cái sân khấu thứ hai. Thì như cha quản nhiệm người ta nói là chúng ta không thể chơi ồn ào ở ngoài kia sau 9 giờ tối. Thì chúng ta nếu mà những ai còn muốn vui chơi với nhau đó, hoặc là trời nắng nóng hay như thế nào đó, thì trong này thì có mấy lần mấy đồ như đầy đủ. Cái phòng này chứa chừng khoảng là chừng 200 người. Nếu mà chúng ta không có bỏ bàn gì hết á, thì cái phòng này sẽ có sân khấu và rất là rộng rãi. Trong này thì có mấy lần mấy đồ gì. Thì từ cái phòng này mà đã khỏi cái quá khỏi bên cái lễ đài chính á, là khoảng là chừng 100 feet rồi. Đó.
thì con cũng muốn nói rằng đó đó nhá, là cái phòng này là phòng vui, rồi bên này là cũng có những cái phòng nhỏ để dành cho những ban tổ chức, hoặc là phía bên này theo hai cái phòng này đối diện với cái phòng chơi chính của chúng ta, thì hai cái phòng này sẽ dành cho ban tổ chức, lúc đó người ta sẽ hội họp hay là như thế nào đó. Thì đi ra đây thì phía bên này sẽ là nhà bếp. Đây là có một cái hall rất là rộng, từ cái hall này cắt qua bên cái hội trường chính chúng ta chơi là sẽ là cái nhà bếp. Thì nhà bếp trong này thì trang bị đầy, rất là đầy đủ, giống như một cái nhà hàng vậy. Thậm chí cái nhà bếp này nó rộng hơn cái nhà bếp của các nhà hàng mà như chúng ta thấy nhá. Thì như nói lối tới thì là như là cái bếp này rất là professional. Thì nói như vậy để cho quý vị, quý cha và quý vị biết là cái trò chơi này rất là tiện nghi cho chúng ta. Bên phía tay phải của con là hội trường nhé, bên phía tay trái của con là nhà bếp đó. Bây giờ chúng ta, đây là nãy giờ con quay đó, là những cái phần này là nằm ở dưới hết. Ok, bây giờ phòng ngủ của chúng ta sẽ ở trên lầu nhé, và đây là cái cầu thang mà chúng ta sẽ bắt đầu đi lên lầu dành cho phòng ngủ cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ đi lên thì bên phía tay trái và bên phía tay phải sẽ là phòng ngủ, một bên nam và một bên nữ. Theo như con biết là một bên nam và một bên nữ. Thì trên khu vực bên này là trang bị đầy đủ tất cả những cái nghỉ ngơi, rồi những cái nghỉ của chúng ta. Thì khi mà con bước lên trên cầu thang này đó, thì bên phía tay trái của con nha, bên quay bên phía tay trái được đi. Ok, thì bên phía tay trái thì có những cái phòng nhỏ như vậy này đó. Thì ban tổ chức sẽ bố trí và bỏ giường cho những cái phòng nhỏ này, nếu mà quý vị chúng ta những ai muốn đi ung thư hay là như thế nào đó, đi gia đình con nhỏ hoặc là có người già cần cái sự yên tĩnh thì mình có thể bố trí vào những cái phòng nhỏ như vậy để đỡ phải ồn ào. Và tiếp đến là một căn phòng có giường chiếu đầy đủ hết đó. Thì những cái căn phòng này đó, thì theo như con biết đó, thì sẽ họp lại với ban tổ chức là nếu mà chúng ta cần phải đẩy những cái giường này sát lại với nhau hay sao đó, để cho từng cái gia đình người ta sinh hoạt với nhau thì cũng có thể được, không có vấn đề gì hết. Đó, và bên phía tay trái của con và bên phía này cũng sẽ là một cái căn phòng đây. Không biết nhà dòng người ta làm cái gì, nhưng mà đây này có sân khấu, thì cái phòng này bây giờ đang được trống, không có một cái giường nào hết. Nhưng mà theo cha quản nhìn nói đó, là chúng ta nếu mà số lượng người chúng ta đóng quá thì những cái khu vực này cha có nền với là sleeping bag cho chúng ta, nếu mà ai cũng có điều kiện để mà đem đi thì cái phòng này sẽ là có máy lạnh, máy đồ như đầy đủ hết. Chúng ta sẽ chỉ cần trải giường, trải nền ra rồi chúng ta sinh hoạt ở đây đó. Là một cái căn phòng giống như căn phòng hồi nãy, nó cũng trang bị con nghĩ chắc khoảng là 6-8 khoảng cái chừng 10-7 cái giường trong cái phòng này. Nói là chúng ta có khoảng cái chừng 90 phòng, nhưng mà nó đầy đủ các size hết, cái size nó đầy đủ hết. Thì thì con không biết, nhưng mà con chỉ có quay tổng quát như vậy để mà các anh chị em biết là cái khu vực mà chúng ta sẽ sinh hoạt như thế nào trong cái dịp đại hội này. Và đây là phòng tắm và vệ sinh của nam. Thì bên phía tay trái đó, đó thì nó là đây cũng đầy đủ hết, tương đối rất là sạch sẽ đó. Bên này có hai nam nữ, bên ba nam nữ. À, bên này cũng thấy một phần của nam luôn. Những cái căn phòng ở trên này là chúng ta dùng chung
dùng chung cái restroom và phòng tắm hết. Bên trái của con giống như hồi nãy nó xuống đó, là bên này cũng có một cái căn phòng mà giống như là cái phòng thư viện vậy. Giống phòng thư viện vậy, trong này có sách cổ rất là nhiều, nhưng mà con không biết là ban tổ chức có nhu cầu như thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ make a decision, quyết định sau. Và tiếp đến bên phía nam nhé. Bên phía nam là đây cũng có một cái phòng giống như cái nhà nguyện đấy. Đó, cái phòng này thì chúng ta có thể tùy theo sự sắp xếp của ban tổ chức, nhưng mà có thành giá, có rất mềm của đi siêu, rồi có thành dưới xe, thì có nhà tạm, thì tùy theo cái nhu cầu của ban tổ chức sinh hoạt như thế nào, thì có quay sơ để cho mọi người biết là cái hiện trạng như vậy. Đó. Ở phía bên nam nha, bây giờ hồi nãy chúng con từ giờ cầu thang đi lên bên phía tay trái là cái khu vực này, rẽ trái là của nam, thì những cái khu vực bên này là của sinh hoạt của bên nam nha. Thì chúng con sẽ đi qua phía bên kia là sẽ của phần bên nữ ha. Thì giống như hồi nãy con nói là cái cầu thang con đi lên á, rẽ trái là của bên nam, và bây giờ chúng con sẽ đi qua phía bên phải là sẽ là của bên nữ. Chúng con làm bên phía bên tay trái nha, là của bên bên phải chứ, là của bên nữ. Thì cái phòng của bên nữ cũng sẽ là tương tự giống như bên nam vậy. Cái phòng này cũng để khoảng cái chừng có 6 cái giường, thì 6 giường. Nhưng mà chúng ta nếu mà cần thì chúng ta có thể bố trí ra những khoảng trống này này. Thì con nghĩ là cũng có thể bỏ thêm người vào trong này, tại vì cái phòng này là con thấy là có nhà tắm và phòng vệ sinh riêng. Đó, nó sẽ là như vậy. Cái phòng này giống như phòng riêng rồi đó, toàn phải trên 80, 10 người gì đó, không nghĩ được. Nhưng mà chúng ta có thể ở cái phòng này được, bên nữ. Phòng đó đó, phòng bên nữ đó, thì có cái phòng này con thấy là có khoảng cái chiếc ở cũng được, cái chiếc trong này thấy hai cái giường, trong này cũng có hai cái giường, hai cái phòng đối với nhau. Thì cái phòng này nếu mà ở thì chúng ta cũng có thể được 8 người đến 4 đó. Thì cái phòng này cũng giống như cái phòng vừa rồi đó, là cũng có nhà tắm và phòng vệ sinh riêng. Thì cái phòng những cái khung viên mà nó riêng biệt như vậy đó, thì cũng nghĩ là ban tổ chức nên là sắp xếp ưu tiên cho những người lớn tuổi đó. Người ta có thể có cái không gian riêng đỡ ồn ào, người ta muốn đi nghỉ sớm hay sao đó thì tùy ban tổ chức, nhưng mà con nghĩ cái đó là cái tối ưu mà ban tổ chức nên coi tới, nên ưu tiên cho những người lớn tuổi vì cao niên người ta về đây người ta sinh hoạt với chúng ta. Ok, thì ok. Và bên cái phòng bên này là giường rất là nhiều, con đếm không biết bao nhiêu cả đây. Con nghĩ chắc khoảng cái chân cũng trên dưới 20 cái đó. Thì phòng của nữ đây, bên phía bên nữ đó. Thì để nói lại là những cái giường này là chúng ta có thể, nếu chúng ta cần thì chúng ta có thể đưa sát lại với nhau. Rồi chúng ta có những cái khoảng trống ra, thì nếu mà muốn sinh hoạt bỏ thêm sleeping bag hay là trải mền gì đó, thì tùy theo một cái nhu cầu của từng nhóm người đi ha. Thì có thể là rất là sạch sẽ. Đấy là cái bên phía bên nữ và văn phòng, cái phòng vệ sinh, phòng tắm chúng đó là của bên nữ. Đó, thì giữa hai phòng tắm này đó, nó sẽ có cái đường thông như vậy này, thì nó đi qua đi lại rất là tiện nghi, cũng hay, người ta làm cũng hay. Giờ rất là tiện nghi. Thì phòng tắm này, phòng tắm chung của bên nữ rất là nhiều, có thể chắc cũng phải là như trên dưới 30 cái đó, trên dưới 30 cái phòng tắm á.
giờ là chúng con là tạm thời là coi như đã giới thiệu xong những cái vấn đề đó rồi đó, thì giống như là cái tinh thần con nói là được sự đồng ý của ban chấp hành và ban tổ chức, thì con cũng muốn đúc kết lại cái video này để mà gửi đến quý cha, quý sơ, quý vị biết những ai có cái tinh thần mà có ý muốn về đây tham dự đại hội Thánh Đức lần thứ 35 này, thì chúng con rất là mong mỏi được cái sự đóng góp nhiệt tình của quý vị về trong cái dịp đại hội này. Thì hôm nay thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn quý vị, cảm ơn quý cha đã bỏ chút thời gian theo dõi cái video này, và khúc sáu, cái sáu cung mà con thấy quan trọng nhất là về cái bán đưa rước cho quý vị muốn về phi trường nào để mà liên lạc với những người mà có trách nhiệm trong ban tổ chức. Đưa rước là sẽ là anh Lời, số phone của anh Lời sẽ là 657-271-9719. Anh Lời là chịu trách nhiệm về trưởng ban về đưa rước. Số phone của anh Lời là 657-271-9719. Và số phone của người mà chịu trách nhiệm về ban tiếp tân, ban chia phòng, dự phòng cho quý vị đó sẽ là cô Tân và cô Tân và cô Hảo, cô Tân Hảo đó. Là số phone của cô Tân Hảo là số phone của cô Tân Hảo là 951-741-9303 nha. Số phone của cô Tân Hảo đó sẽ là 951-741-9303. Là quý vị nếu cần cho mình một cái chỗ ở để mà đặt với ban tổ chức đó thì sẽ liên lạc với cô Tân Hảo. Thôi thì con cũng gửi lời cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này, và hy vọng được sự đóng góp của quý vị bà con Thánh Bô Đức Lợi mình nhân cái dịp này để mà về chúng ta tụ họp lại với nhau, để mà trước hết là chúng ta chia sẻ những cái vui buồn của chúng ta trong cuộc sống, và thứ hai nữa là chúng ta cũng mừng cho cái đại hội Thánh Đức Hải Ngoại này lần thứ 35. Hy vọng là đại hội sẽ ban tổ chức và ban chấp hành sẽ làm việc với nhau để đúc kết lại và chuẩn bị cho cái đại hội này thật là chi tiết nhất có thể. Mong là quý vị hưởng ứng con nha. Con xin chào quý vị. Con và anh Dũng, con là Tuấn, con của anh Nam chị Hành ở Thành Bồ, và đây là anh Dũng là con của Bạch Thanh và Bạch Dũng cũng ở Thành Bồ luôn. Thì anh là người mà giúp con trong cái video này. Xin gửi lời chào tới quý vị. Một cái đồi rất là đẹp, rất tuyệt vời. Mọi người đừng bao giờ bỏ sót cơ hội này nha. Ok, chào tất cả mọi người. Bye, bye, bye mọi người.